người dân hào hứng chuyển khoản, nhắn tin ủng hộ phong trào chống dịch Covid-19, nhiều hành động nhỏ kết thành sức mạnh lớn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Sau khi phong trào toàn dân ủng hộ công tác phòng chống dịch được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đông đảo người dân đã hưởng ứng nhiệt tình. Theo báo cáo được Bộ Y tế cập nhật lúc 23 giờ ngày 18 tháng 3, Việt Nam hiện tại ghi nhận tổng cộng 76 ca dương tính với Covid-19, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Cũng theo báo cáo này, hiện cả nước còn 122 trường hợp nghi nhiễm và 42.918 người đang được cách ly, theo dõi y tế. Cho đến hiện tại, có thể nói lực lượng chức năng đã và đang làm tốt các công tác khoanh vùng, phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường thì chỉ riêng nỗ lực từ phía nhà nước là không đủ mà còn cần cả sự chung tay, giúp sức từ mỗi người dân. Với tinh thần ấy, ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chính thức phát động phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18 tháng 3 cũng chính thức ra mắt tổng đài 1407, giúp người dân dễ dàng ủng hộ phong trào chỉ bằng một tin nhắn. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng tải những bức ảnh chụp màn hình, chuyển khoản hoặc nhắn tin ủng hộ phong trào, cùng nhau chuyển đi thông điệp tích cực trong mùa dịch. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!